quý vị đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của hệ thống đài VTV Network tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận. Tiệc chay gây quỹ trả mortgage và điều hành Phật sự Chùa Liên Hoa được diễn ra vào ngày thứ Bảy, ngày 29 tháng 10 năm 2022, vào lúc 6 giờ chiều. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay. Sự hiện diện của quý ngài và quý vị cho bữa tiệc gây quỹ hàng năm của Chùa Liên Hoa hiện tại, chúng tôi rất là trân quý, cảm kích. Và nó không phải chỉ có hướng nguyện và cầu nguyện những phước lành nào, và như trong lời cuối thư đó là phước lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Chúng tôi được quý đồng hương cũng như Phật tử xa gần yểm trợ, bây giờ thì cũng rất là đông rồi. Vì chúng tôi còn muốn xây thêm cái chánh điện phía trước trong năm tới để đặt một cái móng đầu tiên. Bây giờ càng ngày cái giá tiền càng tăng, thành ra chạy theo nó không kịp. Thành ra chúng tôi dứt khoát là năm tới này phải xây cái móng, ít nhiều gì cũng phải ráng xây cho kịp cái móng rồi tính sau. Để mà nói lên trong cái tinh thần thương yêu và đùm bọc lẫn nhau trong vấn đề tam bảo thì chúng tôi rất là cần sự trợ duyên của tất cả quý Phật tử xa gần. Và hôm nay Chùa Liên Hoa rất là hân hoan đón tiếp quý vị. Và quý vị ở xa mà nghe được có thể gửi check hay là gel về Chùa Liên Hoa, Lotus Temple ở Houston, thì chúng tôi sẽ nhận được. Và kính thưa quý vị, còn những cái thứ khác thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi sau ở số điện thoại 832-330-8882. Thay lời Hòa Thượng trụ trì cũng như Ban Hộ trì Tam Bảo, xin kính chúc quý vị vô lượng an lạc, một đêm đầy cát tường và hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, vạn sự viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có lẽ là đây là một trong những ngôi chùa thân thương nhất của đồng hương chúng ta, Phật tử chúng ta tại Houston, Texas, mà Ngài Hòa Thượng chủ trì là một trong những người mà tôi luôn luôn quý trọng. Xem Ngài như là một người đã cùng với mình đồng hành trong suốt cả cái cuộc hành trình đi tìm tự do, bao nhiêu chương trình để giúp đỡ cho đồng bào tị nạn, lúc nào Ngài và các vị chư tăng cũng như là Phật tử của Chùa Liên Hoa cũng đều đóng góp. Xây chùa dựng thế tôn hương bao kia, sẵn bằng non cao. Em là Hà Đặng, nhóm thiện tâm từ Dallas. Chúng em xuống đây gồm có 12 người. Chúng em đi đến đây để phụ cái tiệc chay dưới sư cô Huệ Hoa, là người đứng ra nấu gồm thực đơn món chay rất là ngon. Thì mỗi đứa là tụi em là decorate, rồi trang trí, rồi dưới để sắp ra dĩa. Một lời nữa xin mời quý đồng hương và quý Phật tử tới ủng hộ chùa. Hiện tại chúng tôi đã tổ chức và số khách mà tham dự của chùa đã đến ủng hộ rất là mạnh mẽ, được 86 bàn. Giờ nhân tiện đây cũng cảm ơn tất cả quý vị Phật tử. Giờ cái sự khó khăn của chùa Liên Hoa là hàng năm là phải gây quỹ tiệc chay, cũng giống như là hỗ trợ để mà kiếm tiền để trả một vé hàng năm. Mà nếu không có những tiệc chay gây quỹ này thì cái sự mà điều hành chùa rất là khó khăn. Do đó mà mong các Phật tử và ủng hộ cho chùa Liên Hoa. Giờ xin cảm ơn. Phật đang trong ta, đường đi tới mong nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bằng chân bước cho nên hành thiền. Phật đang trong ta, cầm hoan trái hóa ra nhẹ tên. Phật đang trong ta, bình yên hóa quốc gia diệu âm. Phật đang trong ta, cầm hoan trái hóa ra nhẹ tên. Phật đang trong ta, bình yên hóa quốc gia diệu âm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Chúc cho quý vị có một ngày thân tâm thường an lạc. Xin chào tạm biệt.